qua, Thành phố Hồ Chí Minh liên tục nắng nóng gay gắt. Thời tiết này gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là các bệnh lý về da. Dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 3, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ tiếp tục có những đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Thật sự thì mỗi cái bệnh lý nó sẽ có những cái biểu hiện da khác nhau. Là bị da tiếp xúc do nắng thì thường ban đầu thì bệnh nhân có thể là do nóng, là có những cái biểu hiện như là nóng, rát. Để kéo dài thì bệnh nhân có thể bị đỏ da, khô da, bong da và ngứa da. Những cái trường hợp nặng nề hơn, bệnh nhân có thể đi nắng mà không được bảo vệ thì bệnh nhân có thể dẫn đến bệnh nhân bị bỏng da. Người dân cần lưu ý chăm sóc và bảo vệ da, khi có các triệu chứng bất thường trên da cần phải đi khám ngay. Tại các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, từ giữa tháng 2 đến nay, nhiều người dân đến khám các bệnh lý về da do thời tiết nắng nóng, đặc biệt những người mang bệnh da sẵn có, mạn tính như viêm da cơ địa càng dễ tái phát. Sạm da, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi hoặc là bớt sắc tố thì nếu như mà những cái bệnh lý đó mà mình chống nắng không kỹ thì nó có thể bị tệ hơn trong quá trình điều trị. Ngoài ra thì còn có một số bệnh lý khác do nắng nóng gây ra. Nếu như mà kéo dài, mình đi nắng nhiều mà mình không chống nắng, nặng nề nhất có thể gây ra ung thư da. Đó là những cái bệnh lý mà trực tiếp do nắng gây ra, những cái bệnh lý gián tiếp do nắng gây ra. Như là khi mà nắng nóng như vậy thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là bít tắc những cái nang lông, tuyến bã, nó có thể gây ra cái tình trạng mụn nó trầm trọng hơn. Hoặc là những cái bệnh lý nhiễm trùng ban ở những cái trẻ em, ví dụ như là chóc cũng rất là thường gặp khi mà thời tiết nắng nóng quay trở lại. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo trong mùa nắng nóng, người dân nên bố trí thời gian làm việc phù hợp, hạn chế làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Đồng thời, nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát, bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng, uống đủ nước và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ.